Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vision 110-2021 nâng cấp độc lạ đi cùng với một cái kiểu dáng của bộ khác người. Đây là một trong những cái dòng tay ga bán chạy nhất Việt Nam hiện nay. Vision 110 không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày mà còn là tiền đề cho rất nhiều anh em thích điều chỉnh cho nhiều thứ con xe này nó thêm chút độc lạ và khác biệt hơn. Nói về phần màu sắc, người dùng đã ấn định riêng con xe là mang cái biển số Hà Nội, lấy cái tâm màu xanh đen. Xanh sẽ là cam màu chính, còn đen nằm ở nhiều vị nhỏ để tăng thêm sự cứng cáp cho cái chiếc Vision độ. Cái ánh sáng hỗ trợ con xe di chuyển ban đêm được tốt hơn bằng một cái sản phẩm mới đến từ Sinopec, kết cấu là 2 tầng, cho em ấy cái nhìn nó sang chảnh, cho ánh mắt trắng có hiệu quả tốt hơn khi xe di chuyển trong những cái cung đường tối. Trong khi cái dàn chân trước được nâng cấp triệt để theo Rainbow logo đỏ hai cái xứng được tinh chỉnh làm cho phát phù hợp với chiếc xe này. Cái dầu heo bấm cực kỳ nhiều đầu để tăng đi cái chút thẩm mỹ nơi cái phần dàn chân trước. Riêng đĩa thắng đồ chơi được ấn định bọt cái đùm thông qua đồng CNC. Tất cả những món đồ chơi được cố định bằng ốc titan tím. Còn ở đây ta thấy được nhiều cái sự thay đổi nơi phần dàn chân sau. Hầu như tất cả các chi tiết đều có sự cướp mặt ốc titan làm điện phân lên gam màu tím. Phần lọc gió cũng được thay lại bằng cái sản phẩm của phiên bản là Vision nhỏ mới gọn hơn. Trang bị cho mình cái hộp quét S bình dầu liền nằm trên, phục có chiều cao là 310, ở dùng được cho các mẫu như là Waro, Escort hay là Vision. Ở dùng trên mình cái cây bô của là Waro thể mới nó góc cạnh hơn, hóa ra thiết kế cái phần phát của bô thêm chút độc đáo. Cái sự độc đó nằm không ở phần ống xả mà nằm ở chỗ cổ bô. Khi người thợ đã làm cái cổ bô uốn lượn hình tròn ôm theo cái phần cánh quạt của xe rất cực kỳ chất. Tháo bỏ cái màn uốn in, người chủ lựa chọn có dùng cái nhìn sáng siêu đẹp đến từ Excel mức giá gần 8 triệu cặp. Phiên 7 này là 17 inch nên các bạn có thấy cái phần bánh xe có cảm giác hơi cao tí xíu. Waro nâng cấp toàn những món đồ chơi xịn sò làm cho ngoại hình cực chất. Cái bông chào chơi là Waro 110 nâng cấp Indo sao cho giống với người anh em của nó là cái chiếc Lip 110 ở bên Thái. Nó đang được đông đảo anh em nhiệt tình hưởng ứng với nhiều bản độ khác lạ, đặc báo. Và cái chiếc xe này còn có phiền kiến các chân cao su, còn Waro là các chân nhôm. Chúng ta hãy mang lại cho các bạn thấy một cái con Waro nó có một màu sắc cực ảo đến từ cái chiếc Lip với một dàn trang bị nuột nà chất lượng. Thay thế cho cái cụm thắng nguyên bản là cái cụm của CIG có hiệu năng chỉnh ổn định hơn. Bình dầu trên cái phần tay thắng là bình dầu của Risma trong suốt cam màu đen, nó liên lạc với phần tay thắng. Cái cụm đề của con xe lấy cảm hứng từ cái chiếc B-Shift. Cái cụm đề này sẽ tích hợp luôn cái nút tắt mở đèn, cũng rất thích hợp cho những cái chiếc xe nhập. Cái đồng hồ là cái cụm thắng CIG. Bên kia người chủ cũng đã tinh tế trang bị cho em ấy là cái cụm con CIG để quản lý thắng sao. Hơn nữa cái cụm thắng cụm con tạo thành một cặp chồng cũng rất là tương xứng. Cái cụm công tắc SIM đã nhường chỗ bằng cái cụm CB600F. Nó tích hợp chức năng bắt SIM và hai sát cũng rất tiện lợi trong những cái tình huống cần xin đường. Bao tay thì đến từ của Daytona, có những cái khối vuông rất là đẹp, mạnh mẽ. Đi cùng với đó là cảm giác bóp rất êm ái. Cụ ta lái là cặp cụ xếp của Rizoma, trông cũng khá là bậc. Phù hợp lực cho thông Việt Nam thì người chủ con xe này còn trang bị kính hậu theo thứ tự Rizoma. Cái kính hậu này theo quan sát mình thì không chìa ra nhiều hơn so với kính xìa bao nhiêu, nhưng trang bị có phần tay lái nó rất là gọn gàng. Nằm ngay vị trí trung tâm góc lái, ta thấy được cái trợ lực Magic. Tức là trợ lực sẽ đảm bảo an toàn cho người chủ tốc độ cao và không bị xả lắc phần đầu. Không những vậy, nó còn tăng thêm cái nét chuyển cho em ấy bởi diện vẻ ngoài nó rất thẩm mỹ tuyệt vời. Chiền dầu cái con heo bằng cộng dầu S màu đỏ nó bật. Heo được người chủ lựa chọn cũng khá độc. Heo Rainbow logo nhỏ, cam màu đỏ hai đứa xứng. Rất ít thấy thị trường hiện nay. Đĩa của Ratatex trước cũng rất nổi tiếng trong cộng đồng chơi xe. Anh em rất thích vì vẻ ngoài của nó cũng rất thẩm mỹ, hiệu năng cũng rất tốt. Đảm bảo chiếc xe có hiệu năng nhúng êm ái thì cho cảm giác chiếc xe được trở nên bóng bẩy êm ái hơn nữa là một cái phục Magic bình dầu rời. Cây phục này được người chủ trang bị đồng bộ với chạy lực của con xe. Hơn nữa, cái cây đây là một cái dòng ít được anh em chơi và đảm bảo được cái sự độc đáo cho con xe mình. Cái dàn chân sau thì vẫn như là thắng đùm nhưng được thay mới bằng cái càng thắng của Titan để tô điểm thêm cho dàn chân sau trở nên rực rỡ hơn. Cái càng thắng sau theo cảm nhận của mình thì người thợ chế tác nó rất là tinh xảo. Cái chiếc xe này rất là đẹp, nhìn em ấy thôi cũng đã thấy được cái gu xuất sắc thẩm mỹ từ người chủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.